Huấn luyện viên câu lạc bộ Viettel nói gì khi huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay Việt Nam? Mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2022, huấn luyện viên Bae Yu-won cho rằng đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai rất khó khăn, phức tạp. Họ có những cầu thủ giỏi và lối chơi được định hình. Chúng tôi đã phải chuẩn bị kỹ để tìm cách đối phó với lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai. Nói về siêu phẩm của Văn Hào, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh, với Viettel thì vị trí, cuộc đua vô địch không phải là áp lực với đội. Thời điểm này, đội đang bám đuổi Hà Nội FC nên chúng tôi chỉ cố gắng giành thành tích tốt nhất qua từng trận. Các cầu thủ chạy cánh của Viettel rất tốt, Văn Hào hay Tiến Anh có bản năng tấn công mạnh mẽ. Tôi dặn Văn Hào tập trung nỗ lực vào từng pha bóng và hôm nay bạn ấy đã đạt được thành quả. Thuyền trưởng Viettel cũng khẳng định hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn, đồng thời nhận xét về vai trò của Hoàng Đức. Cậu ấy được giao chơi vai trò tiền vệ trung tâm, cung cấp, làm bóng cho đồng đội. Nhưng khi các cầu thủ khác trở lại này, thì tôi đẩy Hoàng Đức lên cao hỗ trợ tấn công. Gần kết thúc mùa giải, mỗi đội có mục tiêu riêng. Với cuộc thi đấu như vừa rồi, chúng tôi vừa gặp Sài Gòn FC cách đây 4 ngày, thì mục tiêu của chúng tôi bây giờ là giữ thể lực, thể trạng của cầu thủ, thay vì vấn đề chiến thuật. Là một huấn luyện viên người Hàn Quốc và cũng từng làm việc cùng huấn luyện viên Park Hang-seo trong vai trò trợ lý, ông Bae Yu-won có những chia sẻ về quyết định không gia hạn hợp đồng của ông Park sau AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Tôi đã đọc được thông tin ông Park rời Việt Nam. Tôi tôn trọng quyết định của ông ấy và VFF. Tôi không ở vị trí để nhận xét về điều đó. Nhưng có một điều cần nhấn mạnh, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đóng góp nhiều cho nền bóng đá Việt Nam về thành tích. Ông ấy tạo cho bóng đá Việt Nam nền móng để phát triển. Với những kinh nghiệm của mình, sau khi nghỉ việc, ông ấy vẫn có thể tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong vai trò cố vấn.